khai thác vụ sách thiếu nhi có đường lưỡi bò, đấu tố chính quyền bán nước. Khoảng ngày 2 tháng 9 2018, một người dùng Facebook đã phản ánh rằng bộ sách Wow, những điều bí mật kỳ diệu dành cho trẻ em từ 6 đến 16 tuổi do nhà xuất bản Thế giới và công ty sách Định Tị phát hành chứa một bản đồ Trung Quốc với đường chủ quyền chín đoạn trên Biển Đông. Ngày 4 tháng 9, nhà xuất bản Thế giới đã xin lỗi về sai sót này và tuyên bố thu hồi bộ sách. Họ cho biết đây là bộ sách của tác giả Trung Quốc, được mua bản quyền và dịch sang tiếng Việt. Vụ việc này đã trở thành cơ hội cho giới dân chủ đấu tố chính quyền thân tàu bán nước tiếp tay cho Trung Quốc thực hiện hóa đường lưỡi bò nhằm khơi dậy cái tâm lý bài Trung cực đoan và kích động người dân hoài nghi về chính thể và chống đảng nhà nước. Tiêu biểu ngày 5 tháng 9 2018, Đài RFA tiếng Việt đã liệt kê 5 vụ việc cũ, trong đó các cuốn sách Trung Quốc có in cờ hoặc đường chủ quyền chín đoạn của nước này đã lọt vào khâu kiểm duyệt để được dịch và bày bán ở Việt Nam. Khi trả lời phỏng vấn Đài RFA, Lã Việt Dũng nói rằng nhà nước kiểm duyệt rất gắt gao những tài liệu nhạy cảm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, nhưng lại lỏng lẻo với những thứ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của dân tộc. Trong cùng cuộc phỏng vấn, một giáo viên tiểu học mà RFA tiếp xúc nói rằng phe chấp nhận làm nô lệ cho tàu trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động gây ra những vụ việc vừa nêu. Trong khi đó, Lã Việt Dũng cho rằng những nhà xuất bản ham lợi nhuận đã làm ăn vô trách nhiệm gây ra những vụ việc đó. Cùng ngày 5 tháng 9, Hoàng Dũng trả lời phỏng vấn Đài VOA tiếng Việt cho rằng thay vì trấn áp những người phản đối đường chủ quyền chín đoạn, nhà nước nên trừng phạt mạnh mẽ các nhà xuất bản có sơ sót để làm gương cho những người có nhận thức chính trị tồi. Việc phê phán lên án các cơ quan kiểm duyệt xuất bản lỏng lẻo cần phải xử lý nghiêm những cá nhân để lọt cuốn sách nêu trên là hoàn toàn đúng đắn, hợp lý. Tuy nhiên, những việc những nhà dân chủ như Lã Việt Dũng lợi dụng các vụ việc này để đánh đồng những người chỉ đơn thuần phản đối đường chủ quyền chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông với những người muốn lợi dụng chủ đề này để tuyên truyền chống chế độ, thể hiện rõ ở các khẩu hiệu và cách thức tuyên truyền khi họ đi biểu tình là vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước, hèn nhát thay vì chỉ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ủng hộ chính quyền, bảo vệ chủ quyền. Còn đối với những lập luận kiểu như Hoàng Dũng, cần lưu ý rằng trong một nhà nước pháp quyền, các nhà xuất bản phạm lỗi cần bị xử lý theo quy định của pháp luật thay vì theo nhận thức chính trị của họ. Nếu lấy nhận thức chính trị làm căn cứ để xác định và xử lý các sai phạm, chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc và đi ngược với tín điều nhân quyền phương Tây mà nhóm Con đường Việt Nam của Hoàng Dũng luôn ca tụng. Qua vụ việc này còn cho thấy các ông bà đội lốt dân chủ, đấu tranh dân chủ, yêu nước luôn giơ cao khẩu hiệu đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí xuất bản, coi sự kiểm duyệt của nhà nước là độc tài, phi dân chủ. Nhưng ở đây, chính họ đang chứng minh cho thấy sự cần thiết và cái sức ép của nhà nước phải tăng cường kiểm duyệt hơn trước sự tinh vi, xảo quyệt trong xâm lược bằng con đường văn hóa của các nước bá quyền như Trung Hoa.